Tôi đã dành 12 tiếng liên tiếp để tìm ra tất cả cái kết trong game tán gái hot nhất hiện nay. Thì cụ thể trong trò chơi Knowledge on No Lady này, sau khi mà các bạn đã chơi đến cuối nhá, thì ngoài những cái kết thông thường là sẽ chia tay bất ngờ, hoặc là trước đó các bạn đạt được cái kết là đi đến với một nhân vật bất kỳ nhá, thì đến cuối này nó sẽ có một cái kết chia tay khác nếu các bạn không đủ team với nhân vật đó, và có một cái kết đến được với người ta nhưng không trọn vẹn là ở đây. Thì đây sẽ là cái kết hoàn hảo với tất cả các nhân vật. Tuy nhiên sau đấy vẫn chưa kết thúc, nó vẫn sẽ còn những cái kết khác với mỗi cặp nhân vật nhá. Thì các bạn sẽ có những cái kết đấy giữa nhân vật này với nhân vật khác, tức là kết kiểu threesome. Yep. Như vậy sẽ có thêm 3 cái kết. Và nếu các bạn không thể đạt đủ độ hào cảm với tất cả các nhân vật và trả lời sai các câu hỏi quyết định, thì nó sẽ dẫn đến cái kết là bạn không đến được với bất cứ ai cả ở đây. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết tối thượng mà tôi cũng không nghĩ rằng là trò chơi này có. Đó chính là bùm, cái kết threesome. À, 7. Tức là bạn có thể đến được với cả 7 người cùng một lúc. Yep. Hãy tưởng tượng điều đó xem trong một game tán gái. Thì trong video này tôi sẽ cho các bạn xem tất cả các cái kết đó. Thật ra để đạt được các kết đích thực với các nhân vật ấy thì nó cũng không có gì cả. Tuy nhiên là trừ hai cặp nhân vật, đó là cô giáo Âu Dương ấy và Xiao, các bạn sẽ phải mở đủ các bức ảnh ấy để mở bức ảnh này của cô Âu Dương nhá. Thì các bạn sẽ cần phải thì ở đoạn này các bạn sẽ cần phải chọn theo Xiao. Đó. Xong đến đây thì các bạn lại đi ngược lại theo cô giáo thì sẽ mở được. Và ngược lại để mở cái ảnh của Xiao thì các bạn cũng sẽ cần phải đi theo cô Âu Dương ở cái đoạn này, sau đấy lại đi ngược lại lên trên này. Còn đối với các nhân vật khác thì để đạt được cái kết đích thực khá là dễ. Thì sau đây là tất cả các kết đích thực, rồi đến lượt cái kết và cuối cùng là hai cái kết đặc biệt nhất. Tất tật tôi đều chơi ở trên livestream thì các bạn có thể xem lại livestream cũ, hoặc là các bạn xem video tóm tắt tổng hợp lần tôi tán gái Âu Dương ở đây. Chúc bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn like và đăng ký kênh. Em định làm gì ấy? Chuẩn bị một bài hát đặc biệt cho anh á. Muốn nghe hay không? Cần phải hỏi hả? Thì chắc là nó sẽ hát cho mình nghe một bài. Hát đi à? Hát sinh nhật. Idol thì hát chán thế. Chúc mừng sinh nhật, cậu một tin, em yêu anh. Vẫn được tim to kìa. Ừ. Tại đi tắm, suốt ngày tắm. Anh muốn đi tắm em nào cũng tắm mà. Tắm em nào cũng tắm hết à? Em nhớ là ngày hôm nay là sinh nhật của anh. Tất nhiên là em nhớ rồi, em đặc biệt chuẩn bị cho anh mà. Cảm ơn em. Anh cũng yêu em. Đây mới là cái kết hoàn thiện nhất với em này. Đấy. Nhưng mà vẫn không tắm. Không, tắm là tắm là với cô giáo. Chấp nhận. Đây. Nằm nghiêng, nằm nghiêng, nằm nghiêng. Nằm nghiêng. Ok. Đấy là mình chấp nhận lời. Đi tắm thôi. Nằm nghiêng, nằm nghiêng. Là tỏ tình. Đấy, thế là thành công. Về cô bảo về nhà cô ở chung luôn, cô chăm sóc cho. Nhà cô thế có cái bồn tắm. Thằng này chắc khoảng 5 tuổi chứ mấy. Rồi. Theo tính theo tuổi sinh viên đại học với 26. Ừ. Ui giời. Trời ơi. Trời ơi, đây rồi. Sao mặt lại đỏ thế vậy? Nóng quá. Lấy cho em cốc nước ạ. À. Cô đứng dậy lấy cốc nước, em là em chết luôn. Ở ngoài lạnh lắm. Làm ơn đi. Thế để em đứng cô ngồi. Ơ kìa. Ui. Đấy, đây là cái true ending này. Đấy, thế là bạn mở. Ủa, vẫn còn một cái true ending nữa à? Tới. Ui, này, lại có cái ending này nữa này. Ending đấy là với tất cả các em. Đây là fail với tất cả mọi người. Hãy cùng đấu với nhau một trận, nếu mà anh thắng thì em đồng ý. Nhưng mà em nói hai câu hỏi cơ mà. Đúng. Nhưng mà đây cũng là một câu hỏi quan trọng. Đấy. Mang theo cô ấy được chưa? Đủ rồi. Đây lại hét vào mặt em. Suốt ngày bạo lực như thế à? Khi nào mới thôi, lại đây. Đấy là tức là mình áp đảo nó à? Đấy, sao? Vẫn cứng đầu à? Em không. Thế kiểu nhìn ánh mắt gì đấy? Đừng thế này không? Anh thế này thì sao? Em rất thích. Rất hấp dẫn. Thật hả? Lại không hấp dẫn nữa rồi. Đứng thẳng lên. Vâng. Trời ơi, phải còn nói với bảo chồng đúng không? Hay ông xã cái gì đấy? Không nói nữa, lại đây, hôn anh. Được. Đấy, cái true ending của con này là thế này. Mình phải áp đảo nó, hiểu không? Đi theo anh đến nhà cô giáo, nhanh.
Đấy, một lúa nữa. Nó mở kiểu nó mạnh mẽ quá nên nó phải đòi người áp đảo được nó, nếu không bạn không áp đảo được nó thì làm sao mà được. Đấy, đây là cái kết hoàn hảo. Rồi, bây giờ chúng ta đây. Nằm nghiêng, nằm nghiêng. Cái kết rồi. Nằm nghiêng. Đừng như thế này hiểu không? Trời ơi. Tức là đưa lấy con này xong đi đến gặp cô giáo. Cô sao cô lại ở đây? Bố em đâu? Cô vừa nói chuyện với bố em. Cô ấy thấy không khỏe nên nó đi nghỉ trước. Cô thay vị trí. Thật kinh tởm. À đâu, 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 đâu. Nhầm, nói chuyện gì, ý là nói chuyện gì, nhầm discussing. Ông ấy lại vừa cãi nhau với mẹ à, thế nên bị đánh à? Mắt ông ấy mới đỏ chứ không phải là ông ấy à? Thế là thôi, hai người nói chuyện đi, anh phải rời đi trước à? Anh đã đến rồi. Thì cô cũng là người lớn tuổi thì cũng phải ngồi thôi mà. Ngồi đi. Cái gì? Tin Phan, nếu anh muốn lấy em thì vẫn không phải là không thể. Cái gì đấy? Sao cô lại nói thế? Nhầm, nếu muốn lấy CL thì cũng không phải không thể. Mà nhắc nhở là em ấy không thể nấu ăn, không thể biết dọn dẹp, mà rất là tính xấu, nóng tính. Cô từ từ, người lớn đang nói chuyện. Nếu anh thực sự muốn lấy cô ấy thì những ngày tháng đau khổ sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng nếu mà anh lấy em thì đấy là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Vãi nồi vậy. Sao anh? Hai là không? Mọi thứ tốt hơn à? Linh Phan, chúng ta đi ạ. Đám gọi cô là bà già, cháu gái thật là thiếu tôn trọng ạ. Phải gọi là chú. Vãi nồi, phải gọi mình là chú. Ý là mình lấy bà này. Anh chọn đi à? Tôi xong rồi đi về. Hai cả người đều là hai người đều là người gia đình mà. Cái gì? Anh to gan là muốn chọn cả hai à? Cả hai đó là có thể đây là một trường hợp win-win. Cả hai đều thắng, nó chọn cả hai à? Ui giời ơi. Vẫn còn cái kết nữa này. Sắp tới. Đây là cái mở cái kết này, nếu mà mở tất cả các nhân vật mở kết hoàn hảo là 66. Tới wow. Nghe vậy là kế hoạch đi du lịch à? Em chọn đi vì là một hay hai phòng, kiểu gì nó chả chọn một. Đấy thì ý anh thế nào? Không, nó vẫn chọn một mà. Hai phòng thì sao? Chê. Em muốn thế nào? Anh chọn đi. Nhưng mà nếu em không hài lòng với lựa chọn của anh thì em không đi. Đấy, phải mở hết thì mới được chọn một phòng. Một phòng, thôi được rồi. Anh nhất quyết chọn một phòng, anh chắc chưa? Anh chắc. Anh không thích em, anh chỉ có ý xấu à? Một phòng, hai giường. Anh chắc chắn sẽ cư xử tốt à? Anh chỉ sợ em ở một phòng một mình là có chuyện gì nguy hiểm phải không? Em đẹp như vậy, ngoài kia chắc chắn có nhiều người có ý định xấu với em phải không? Nhưng em thực sự muốn hai phòng thì anh thà là không đi còn hơn, sợ em gặp nguy. Làm sao em tin được anh? Anh nói là người phụ nữ yếu đuối, nếu mà anh muốn làm gì em thì em làm gì được. Là sao em tin được anh? Giờ trừ khi tới luôn. Bây giờ gạo nó thành cơm luôn, thế là tin luôn. Đúng. Trừ khi chúng ta thử trước. Nhưng mà chỉ có một giường. Ngốc. Đợi anh với à? Em sợ nấu cơm, em sợ lúc đấy gạo nấu thành cơm là thôi em bây giờ mình nấu luôn. Nấu luôn là xong à? Đừng nấu luôn thì khỏi sợ. Anh có thể chịu được, cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân. Anh 30 phút. Chỉ có một cơ hội rồi đấy. Anh phải nhớ nắm lấy nó.
Đấy, thế là được vào. Ô, xong rồi. Xong, 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 Xét. xong, xong. Nằm nghiêng, nằm nghiêng. Rồi, Được đấy, thế là xong. Cái kết hoàn hảo đây. Thì nó sẽ mở ra cái kết combo của Lin với cả Gwen. Ai? Đây, dắt tay nhau này. Đấy, mang anh đến đây. Đây không phải văn phòng của bố em à? Đúng. Có chuyện quan trọng muốn nói cho anh này. Chuyện gì vậy? Sao phải ở đây? Bố con này là hiệu trưởng mà. Anh có thấy hưng phấn khu. Không, anh cũng sợ, đừng sợ. Bộ tóc giả. Ui! Con này cũng đến luôn à? Lin sao lại làm gì ở đây? Tôi nói là anh ra không dám mà. Xin lỗi. Thế là tôi sẽ chuyển tiền cho cô sau. Đây là chuyện quan trọng mà, em đùa với anh à? Không. Hai đứa này cùng đi thuộc viện sinh viên trao đổi. Thế là hai đứa được ngồi cạnh nhau này. À đâu đâu, không phải là cho cả ba người luôn á. Thế lần này mình sẽ ngồi giữa hai em. Đã được quyết định. Được. Đấy thì kiểu gì mà nó cũng sẽ có cái kết để street sum. Em quyết định rồi. Em cho anh một cơ hội nhá. Để uống cái trà này cùng à? Không uống, không uống. Why? Lộn cái bàn. Nó có một câu hỏi là cái thằng này quay video đúng không? Nhưng mà nó sẽ có thứ tự quay từng con một thì cái con này nó quay cuối hay là quay đầu? Không biết, ai biết. Nó bảo nó quay cuối cho nó gãy. Đề là như nào đấy? Chắc chắn con này sẽ phải quay đầu, sau đó nó mới cho quay mấy con kia sau. Chứ quay mấy con kia xong á mà bắt quay với con này cuối là nó đéo quay đâu, hứa. Làm gì đấy? Dẫn điện này cái gì đấy? Đèn sáng lên là thật á? Thật á, cái này có thật không? Cái đèn này đèn bấm mà. Nó dưới cái đế nó có pin. Tha tha tao. Tha 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 tao. Ủa chúng ta có nhiều cách kết nối khác mà. Nhưng mà thôi rồi, kết nối này vẫn còn đơn. Rồi xong, đạt được cái kết hoàn hảo với em này. Ôi dồi ôi. Lin Phan, em ghen, ghen cái gì đấy? Cái chưa lâu em cũng nóng tính à? Hơn nữa em còn lớn tuổi hơn anh có chấp nhận em, anh có chấp nhận em không ạ? Em không nghi ngờ gì cả. Anh thích em hơn hay là thích thân mây mây hơn? Anh không được nói dối ạ. Em sẽ phát hiện ra đấy. Mây mây. Con tay view tụt vãi rồi, tự em lại tăng. Đây để anh cho em xem thứ này hay ho. Dẫn em đến nơi này là sao? Anh không cố tình né tránh câu hỏi chứ. Tin anh. Viewer của mày là người không chịu nghĩa. Thế là có phúc thì cùng hưởng, có họa thì bỏ đi. Hết. Ủa cái kết này nhạt thế. Đây mở cái kết. Thu sầm giữa hai em này. À thuy sầm giữa Nico. Ừ, cùng thổi nến nào. Ừ, cũng được. Nói chung là có học tỷ là cũng gỡ gạc lại được một chút đỉnh. Đỡ 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 hơn. Chúc mừng sinh nhật. Anh vừa ước cái gì? Sao em không đoán xem? Đợi em một chút, nhắm mắt lại. Để làm gì? Cứ nghe lời em đi. Mở mắt ra lại xuất hiện con kia nữa. Lại gì nữa? Đưa tao khẩu súng. Để tao diệt ma. Nghe giọng Nico, sao em lại làm gì ở đây? Thế nào, bất ngờ chưa? Đây, ăn hoa quả đi. Tao phải nhìn sang bên phải, tao phải bị bắt trái lại. Tao bảo anh Long, Kakashi vậy. Đây là nơi nào, đừng giả vờ nữa. Gì đây?
Không phải điều ước anh vừa ước à? Không không, tao mày nhầm rồi đấy, chắc chắn không ấy. Chủ nhân, chúc mừng sinh nhật. Mê mê sẵn sàng phục vụ. Làm miếng bánh nào a? À. Em tây sinh à? Chịu chịu tôi chịu. Tôi cần một khẩu súng. Đấy, đúng không? Thả nó thả tóc cái này. Mọi người. Bây giờ cuộc sống của tôi đã chỉnh rồi, hoàn thiện rồi. Vẫn thiếu một cái gì đấy. Thiếu một. Không, thả tóc vẫn không sinh mà. Thì nó đỡ thôi, đỡ hơn là cột. Thôi đừng nhắm mắt nữa, tao xin mày. Tao không mơ ư. Tha tha tha, mẹ tao cả cô cả cháu là tao thấy mãn nguyện rồi. Trời ơi chê ạ. Rồi đây. Bây giờ sẽ mở ra được cái kết xích xăm. Ôi xích xăm nhưng từ từ. Trước khi đến xích xăm thì gọi là có lời khuyên cho anh em là nằm nghiêng, lau màn hình đi. Lau màn hình sạch đi. Mới công liếm màn hình. Đây rồi, thế chúng nó đi vừa sắp xong rồi chúng nó mới quay lại. Cay thật, cái lúc mà mình phải trải qua con Nico cho nó ao hết. Cay thế à? Hey, cái kết xích xăm. Đến đây chơi với em mà không? Sao lại chê, trừ mày ra. Khởi đầu như thế này nhỉ? Sáng đi. Hả? Thì sáng trước. Đây, xong cô giáo nữa. Ui. À. Anh đến giúp em giãn cơ không? Được, để anh giúp. Không cảm thấy ổn chưa? Tức là à, cái kết này là kết là tất cả mọi người đều ở với mình luôn à, tắm chung à? Tuyệt vời. Tắm chung. Em mặc áo vào, ok. Xong rồi cuối cùng còn đây nữa. Để em đưa anh đi. Được thôi. Thế là 6 người ở chung luôn à? Hảo nhỉ? Ăn sáng nào à? Ừ, thì cùng ăn. Cái này được bao nhiêu mà đòi ăn 6 vậy? Đây, cái xích xăm. Ai, tôi vẫn thích cô giáo nhất, các bạn nhìn trong này vẫn phải thích cô giáo nhất. Chơi thêm một trò chơi thú vị á, trò chơi gì vậy? Trò chơi liên quan đến 7 người á? Anh xấu quá. Nhưng em rất thích. Chứ còn gì nữa. Vào trước, vào phòng trước. Rồi, cái kết xích xăm. À nhầm, 7 xăm. Đây rồi. Tới. Là phiền phức. Tân lệnh chủ nhân. Vào phòng. Nhớ kiểm soát bản thân, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng lo. Anh vẫn nói nhiều ạ. Em có thể ra ngoài riêng em ra ngoài của anh. Em ra ngoài của anh. Anh nói six sầm chứ anh không nói seven. Hiểu không? Anh nói six. Cúp, mày cúp. Đóng cửa lại, xong. Đấy, kết xích tầm. Rồi, thế là xong. Thấy chưa? Thật ra thì vẫn còn một cái kết nữa đấy. Lobby. À, cái cô đơn đấy. Cái kết cô đơn nữa cơ. Lốt đi. Ê, từ tiền, không tiền. Đứng lại. Rồi, xong rồi. Thế là đạt được tất cả các cái kết từ chối để mở ra cái kết cuối cùng của game. Cá đảo game, đây là cái kết. Không ở bên ai cả. Ở bên thằng bạn à? Thằng bạn hình như cũng thất tình mà nó cũng đổ vỡ mà. Mày có chắc về điều này không? Tao chắc. Tình yêu phù phiếm thôi, chỉ có kiến thức, tri thức là không thể nào luôn ở bên ta. Đúng huynh đệ. Uống. Thế thôi à? Hua hua về nhà thôi. Mẹ gọi à? Cái gì đấy? Đia cái gì đấy? Về nhà thôi. Về nhà nào? Cái gì đấy? Hóa ra. Chị là gì á? Gì cái gì? Sister in law. Cái gì? Hóa gì đây là bạn của em? Bạn của trẻ. Đây là Sugar Mommy của thằng này à? Sugar Mommy. Ăn fan à? Trông ngon đấy chứ. Cái gì đấy? Vẫn độc thân chứ. Ui rồi, cái kết xương của Bambi, một bà chị CEO, làm CEO to lắm, chồng mất rồi. Anh ta chỉ nghĩ đến học hành thôi, vẫn làm việc vất vả. Cũng được, quan trọng là hơi bối rối. Để tao nghĩ đã.
lựa chọn có hay không nữa. Get sugar mommy nữa. Get đi theo phú bà. Đi. Hết hết chết rồi. Thôi thôi thôi, chứ còn đi theo phú bà là chắc cút. Rồi, thế là mở hết tất cả cái kết của game rồi đấy mà. Phá đảo rồi.